Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược. Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đế Vương Công Lược Tập 67 Đoàn Mạch Nguyệt vỗ vỗ lưng hắn Đưa người từ cửa sau ra khỏi cung Phần phó kiệu phu đi qua đoạn lộ ít người qua lại Sở uyên nói Người dẫn ta đi đâu Đi đâu cũng tốt Tìm chỗ yên tĩnh Đoàn Mạch Nguyệt nói Còn hơn ở trong cung Việc này việc kia sốt ruột Người không căng thẳng sao Sở Uyên hỏi Đoàn Mạch Nguyệt cười nói chỉ là thành cái thân cũng không phải lần đầu tiên có gì phải lo lắng sở uyên lẩm bẩm chỉ là thành cái thân vậy thôi đi đừng bắt lỗi lời của ta nữa đoàn mạch nguyệt vén rèm kiệu nắm tay sở uyên cùng nhau bước ra ngoài bất chi bất giác đã tới cổng thành cả hai cùng nhau leo lên một chỗ cao thị vệ nhìn thấy thì vội cúi đầu hành lễ rồi lui ra xa sở uyên ngồi trên tường thành ngẩn người nhìn cảnh hoàng hôn xa xăm thế nào vui hơn trong hoàng cung chứ đoàn mạch nguyệt ngồi ở bên cạnh hỏi ừm sợ uyên nhắm mắt tận hưởng cơn gió nô đùa mặt rồng qua một lúc quay đầu lại hỏi có tin tức gì của nam tiền bối không đoàn mạch nguyệt lắc đầu sợ uyên gượng cười ừm cử nhiên đã tỉnh rồi nhất định sẽ tới chẳng lẽ là muốn làm cho ta và ngươi kinh hỉ ư đoàn mạch nguyệt nắm lấy bờ vai hắn đừng cao mày chính là ngươi nói nhé Sở Uyên dựa vào hắn. Tiền bối nhất định phải tới. Không tới thì làm sao có thể bắt ngươi đổi xưng hô? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Trước kia từng thống nhất, chưa nhận được hồng bao của người, người không được gọi sư phụ. Được rồi, Sở Uyên cười cười dỗ dành hắn, mười đầu ngón tay tương khấu. Hoàng thành càng xuyên dáng, uy nghiêm hơn dưới ánh hoàng hôn diễm lệ. Đầu đầu cũng có màu đỏ rực, phố phường đông người qua lại. Dù ở xa đến đâu cũng cảm nhận được tiếng cười từ trong tim. Ngày mai hoàng đế sẽ dẫn các văn võ bá quan ra khỏi cung đến chùa cầu phúc. Vì vậy vào buổi chiều sẽ có giải đặc binh lính bảo vệ hai bên đường trị dương tạo ra một nơi yên tĩnh trong hoàng thành đông đúc. Xa xa là sóng lúa mỉ mênh mông ngút tận chân trời đong đầy những đợt sóng xanh lục tràn trề sự sống. Đây là đất nước của người đoàn mạch nguyệt thì thầm là của chúng ta sở uyên ánh mắt đầy yêu thương mỉm cười nói năm tháng này đa tạ giữ lại câu này đến bạc đầu nói cũng chưa muộn đoàn mạch nguyệt nắm tay hắn nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn hai người ngồi tán gẫu cho tới khi khắp nơi đều đã yên tĩnh những chòm sao cũng đua nhau lấp lánh trên trời mới đứng dậy mặc cho kiểu phu suốt sáng phía sau cứ như vậy nắm tay nhau đi bộ trở về thị vệ ở cổng thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vội vàng chào hỏi rồi từng người về nhà ăn tối hoàng đế và vương gia cũng thật là ngồi đó hàng giờ mà chẳng cần ăn uống người đói bụng không đoàn mạch nguyệt hỏi sở uyên gật đầu chờ ta đoàn mạch nguyệt vỗ vỗ tay xoay người gõ cửa một gian nhà còn sáng đèn lát sau trở lại còn mang theo vài cái bánh bao cười nói trời tối không nhận ra ta sao đường đường là một vương gia đi xin bánh của bách tính ăn sở uyên kéo tay áo hắn ngồi xuống Ngày trước, thường xuyên đều nhằm đêm xuống mới đến Vương Thành. Vội không kịp ăn, cũng không có lương khô, chỉ có thể tìm tới một cái thôn trang. Đây là đồ ăn ngon nhất rồi đó. Đoàn Mạch Nguyệt nói, ta đã trả tiền hết rồi. Trên tay dính chút bụi, sở uyên cúi đầu cắn một cái bánh bao nhỏ, ngẩng đầu đã nuốt xuống, hai má phồng lên. Nóng quá! Người để lại cho tướng công người nữa chứ, đương nhiên cũng phải hâm cho nóng nữa. Đoàn Mạch Nguyệt nói, còn nữa, sau này về Tây Nam Phủ, người cũng phải hâm cơm nóng cho ta. Sở Uyên nuốt nốt miếng bánh trong miệng, thành khẩn nói. Người cứ mơ đi. Đến vỏ gạo còn không biết, ở đấy mà mơ ăn bánh bao. Đoàn mạch nguyệt mím môi, cố kìm lại nụ cười. Ừ, bánh bao nhà này cũng không ngon lắm. Tám phần mười là do một tân nương vụng về nào đó làm. Sở Uyên ra nhổ miếng sau, cau mày. Có cát. <laughs> Lần sau nhớ chọn nhà của đầu bếp nhé. Đoà Mạch Nguyệt mỉm cười. Được. Sở Uyên lau miệng, cùng hắn trở về phủ. Trong lòng ấm áp, trái tim cũng thấy an yên vô cùng. Ở sảnh bên kia, Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt sáng ngời. Thẩm Thiên Phong nói. Không muốn ngủ ư? Không muốn ngủ, nhưng cũng không muốn làm gì khác. Diệp Cẩn kéo hắn lên, trần đầy chờ mong. Người nghĩ có khi nào hoàng thượng sẽ đào hôn không? Thẩm Thiên Phong không biết nên cười hay nên khóc. Hoàng thượng sao lại đào hôn? Bởi vì huynh ấy muốn cưới một người đầu hói. Diệp Cẩn vẽ vòng tròn trên đầu mình. Như trong mấy vở kịch ý, nếu một phụ nữ từ một gia đình tốt bị buộc phải lấy một người đầu chọc, cô ấy phải tìm cách làm điều đó. Ừ. Thẩm Thiên Phong gỉ lấy y, hồn đến ngộp thở. Diệp Cẩn liều mạng để người ra, hít một hơi, nhìn lên đầu giường lại thao thao bất tuyệt tìm cách trốn đi hay là ừ, bị thiến thẩm thiên phong phẩy tay hạ rèm một giờ sau diệp cẩn một thân tinh quang ôm chặt chăn bông quay mặt vào tường và quay lưng lại với cả thế giới nhìn trời tức giận ta không đành lòng đem cái người nọ cho cái người kia mặc dù cũng chẳng thân thiết với người nọ lắm nhưng vẫn là không nỡ hạ thuốc cướp dâu sáng hôm sau cung điện nhộn nhịp hẳn lên sợ uyên thay long bào ngã một cái không muốn nhúc nhích đoàn mạch nguyệt từ ngoài vào sợ uyên trầm mặc nói người vừa đi đâu tối qua kêu người nghỉ sớm còn không nghe đoàn mạch nguyệt nâng mặt sợ uyên lên ngoan mở mắt ra nào Sở uyên cố mở mắt nói ô oh. đoàn mạch nguyệt cúi người hôn lên môi hắn để sang một viên gì đó nho nhỏ, nhỏ. Tứ hỉ vội vàng quay đi Sở Uyên cau mày Chua, cái gì vậy? Kẹo, ta xin ôn đại nhân đó Đoàn Mạch Nguyệt nói Người tỉnh chưa? Người còn có thể lấy đồ ăn từ chỗ ôn ái khanh Sở Uyên lắc đầu Định ra bên ngoài hóng gió chút Tứ hỉ nhìn trời Nói nhỏ với đoạn Mạch Nguyệt Từ khi có vương gia Nô tài mới thấy chút tình khí trẻ con của hoàng thượng Niên thiếu đăng cơ Hiếm khi thấy hắn nở nụ cười cả ngày chìm trong triều chính làm gì có chuyện ngủ nướng ăn kẹo Đoạn mạch nguyệt cười nói thật tốt đúng là thật tốt tứ hỷ công công cũng mỉm cười vội vàng mấy bước liền đuổi kịp sở uyên để hầu hạ hắn bên ngoài cung văn võ bá quan đã xếp hàng dài chờ đợi sở uyên áo bảo chỉnh tề cưỡi ngựa cùng đoạn mạch nguyệt sóng vai đi bên cạnh hai người cười nói với nhau toàn thân tắm trong ánh dương quang lấp lánh cơ hội cùng lúc được nhìn thấy hoàng thượng và vương gia không phải lúc nào cũng có cho nên mọi người sáng sớm đã dậy để chiếm chỗ hy vọng tìm được cho mình vị trí gần và rõ nhất hầu như tất cả các cửa hàng đều đóng cửa và ngay cả các quầy ăn sáng cũng không mở xem hoàng thượng và vương gia quan trọng hơn ăn uống gì tầm này thiếu nữ bên đường cầm bức chân dung trên tay thích thú khi nhìn thấy tây nam vương nhưng lại ngại ngùng không dám nhìn lên khi đội ngũ sắp đi qua thiếu nữ mới hồi hộp ngẩng đầu nhìn sắc mặt càng đỏ hơn vương gia còn đẹp hơn trong tranh nga đoàn mạch nguyệt phi ngựa về phía trước sắc mặt có chút lạnh lùng so với áo choàng màu trắng bạc nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ dịu dàng khi nhìn người bên cạnh thân ảnh bất phàm ngập thiên quang trói lòa ánh mắt người xem trong biển người hoàng viễn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói các người che lấn cái gì mộ hàn dạ mặc quần áo thô giáp Mặt chát đẩy cho Trả lời như một lẽ đương nhiên Muốn xem náo nhiệt Đương nhiên phải chen về phía trước Hoàng viễn loạn trọng suýt chút nữa đứng không vững Phải nằm lấy cánh tay hắn nói Về thôi Đều đến đây rồi Cứ thế mà về sao Mộ hẳn dạ vòng tay bảo vệ hắn Nói nhỏ vào tai Chuyện náo nhiệt này không thường xuyên có Bỏ lỡ thì tiếc lắm Hoàng viễn vẫn muốn nói Nhưng hắn không biết ai đã dẫm lên mình đau muốn chết, thở không nổi. Thấy vậy, bộ hàn dạ lo lắng cùng tức giận. Hắn ta không tay đẩy người xung quanh ra, dẫn đến một trận bức xúc của chúng nhân bên cạnh. Nói giảm cũng tới hai chục cặp mắt chừng về phía hai người. Hoàng viễn mặt đỏ bừng, ngượng đến độ, thể không bao giờ cùng người kia ra ngoài nữa. Nhiều một chút, nhiều một chút. Một ông già với mái tóc bạc trắng rối bời, cắn hạt dưa, chèn lấn khắp nơi. Cái lão ăn mày này, một gã trẻ chê trách Mau cút đi Cút cái gì mà cút Người có thể xem hoàng thượng Sao ta lại không Lão đầu ném vỏ hạt dưa Ước chừng sắp cãi nhau luôn rồi Đừng Hoàng thượng sắp tới Cẩn thận còn có quan quân Một người trẻ tuổi khác Nắm người trẻ lúc trước Nhẫn nại à <laughs> <laughs> Nằm thành niên phủi bụi trên người Khinh khỉnh che bẩn Đứng cách một khoảng với lão nhân đội ngũ càng ngày càng gần mọi người càng náo nhiệt lão nhân già cũng mỉm cười kiễng chân nửa mạng vườn cổ xem trò vui nhưng lại bị người bất ngờ từ phía sau ôm lấy a à, đám đông kêu lên tại sao lại có người từ trên trời rơi xuống sư phụ đoạn già vui sướng kêu lên nam Ma Tà một tay che miệng hắn người nhận lầm người đoạn rào nước mắt lưng trỏng hả người đã nhầm người Nam Mà buông tay và nháy mắt nhanh. Đoạn Giao kìm nước mắt. Ồ, oh. Nam Mà tự chen sang bên kia, tiếp tục bình tĩnh ăn hạt dưa. Đoạn Giao còn đang mừng vui đến choáng váng, lại mở mịt chưa hiểu chuyện gì. Nhìn sư phụ ở phía xa, không biết nên khóc, nên cười hay là mặt vô biểu cảm. Chỉ có thể từ xa nhìn sư phụ mà không biết bản thân đã chan hòa nước mắt cùng nước mũi. Những người xung quanh đều thở dài xúc động. Nếu có vui, chắc cũng không ai vui bằng cái vị công tử điển trai này. Thị vệ hoàng gia xếp hàng dài hai bên để đề phòng rắc rối. Mồ hàn dạ thì thào nói. Chà, náo nhiệt đến rồi. Hoàng viễn trong lòng thở dài. Người này thật sự là sợ thế giới không loạn. Đi được nửa chặng đường, sợ uyên khẽ cau mày, liếc nhìn đám người bên trái. Tại sao lại có người quấn cả đầu băng vải hoa trong cái nắng như thiêu như đốt thế này? Nam Ma ôm đầu nhìn hắn với nụ cười trên môi. Sở Uyên chớp mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng bên kia lại cúi đầu xuống. Đoạn rào cách đó không xa, liều mạng nháy mắt với chị dâu. Mặc kệ, kệ đi, cứ coi như không thấy đi. Sở Uyên không nhìn thấy đoạn sao, nhưng cảnh vệ hoàng gia đã nhìn thấy Nam Ma Nói cho cùng, một bộ đồ kỳ quá như vậy, nếu không để ý lại sẽ thật sự mù quáng. Thấy một toán quan binh đã tới bảo vệ sư phụ, đoạn dao vỗ chán vừa muốn tiến lên phía trước để giải vây nhưng sợ uyên đã nói dừng tay vâng các lính canh dừng lại đoạn dao căm nín đoạn mạch nguyệt cao mày sao vậy sợ uyên lật người xuống ngựa đi tới nam ma tả nhanh chóng chuẩn đi ngăn người đó lại sợ uyên ra lệnh đừng làm ai bị thương vâng một toán quan binh đuổi theo đám người dừng lại một lúc văn võ bà quan phía sau cũng dừng lại nhìn nhau rồi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bộ dáng kia thật giống sư phụ, sợ uyên lo lắng nói. Đoà mạch nguyệt cao mày, xuống ngựa đuổi theo. Sợ uyên chỉ nhìn hắn một cái, không ngờ phía sau đột nhiên lại xông tới một đám người. Mọi người kinh ngạc thốt lên, sợ uyên lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chủy thủ lóe lên một tia lạnh lùng. Cùng lúc đó, một số người trong đám đông lao tới. Một người là mộ hàn dạ, người không có mục đích khác ngoài xem náo nhiệt hắn ta lôi từ đâu ra một chiếc mặt nạ đèo đến thành thật hai người còn lại là tư không duệ và triệu việt như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng tức phụ đang bị người ám sát người còn ở đây mà đuổi theo ta nam mà tà cởi khăn đội đầu mắng đại đổ đệ đoàn mạch nguyệt không kịp hỏi thêm câu nào bế thảy lên ném cho đoạn dao rồi vội vàng quay lại giúp đỡ vốn tưởng rằng chỉ có dăm ba tên sát thủ nhưng không ngờ càng ngày càng nhiều ước chừng hơn ba mươi sát thủ võ đạo vô cùng quỷ dị người trên đường la hét chạy tán loạn ai cũng không dám giết người vì sợ hại người vô tội đoàn mạch nguyệt ở trước mặt sở uyên vây quanh là một vòng ngự lâm quân là hòa thượng đoạn sao nói nam a tả không biết từ lúc nào đứng cạnh đoạn sao nói ừ bà luân la đoạn sao lại hỏi bà cái gì nam ma tả ngoác mồm ra ta không biết xuất thân của đám người này trên đường đi vô tình đụng phải bọn họ đi theo bọn họ mấy ngày nay đoạn giao phản nàn tại sao sư phụ không nói cho ca ca biết chuyện này sớm hơn nam a nói không có việc gì đâu sao lại hoảng thế ngày trọng đại đừng làm hỏng tâm trạng của ca ca và tẩu tẩu ngươi nào bóp vai cho sư phụ đi giữa một mảnh hỗn loạn sợ uyên ánh mắt lạnh lùng quét về phía đáng người Dự tâm đứng dưới một mái nhà mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại sụp sôi bão táp, mu bàn tay cũng phồng lên, giống như đang chịu đựng điều gì đó. Đoàn mạch nguyệt nắm tay sở uyên, trịnh trọng nói. Ta trước đường người trở về hoàng cung. Sở uyên nói, để hắn tới gặp chấm. Đoàn mạch nguyệt cau mày. Tiểu uyên. Hai bên đang bế tắc, xa xa đã có một đạo quân chạy tới. Một tên quay đầu lại quát. Còn làm gì? Người đã quên người muốn cái gì nhất rồi sao? một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt diệu tâm tựa hồ rốt cuộc cũng đưa ra quyết định chẳng hạt trong tay lập tức hóa thành vô số hạt bồ đề nhưng thay vì bắn vào sở uyên nó lại đâm vào hầu kết của tên hỏa thượng kia văng ra một cỗ máu tươi ngập trời thấy diệu tâm đã trở mặt đám yêu tăng kia càng trở nên điên cuồng hơn đoàn mạch nguyệt đưa sở uyên rút lui đến chỗ an toàn đúng lúc hướng liệt dẫn đại quân chạy tới đem thích khách bao vây tầng tầng lớp lớp Triệu Tâm giống như hiểu rất rõ đường lối võ công của đám người này. Diệp Cẩn nhìn hắn trong đám người xa xa kia một hồi, nhíu mày nói. Lúc trước ở trên biển đánh trận, cũng không thấy hắn sử dụng thứ võ công tà môn như thế này. Người trong giang hồ, chỉ sợ đại đa số đều sẽ giữ lại một phần. Hồn điếu Niên nói, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diệu Tâm nhìn về phía đoạn bạch nguyệt, nắm tay vừa rồi còn đang nắm chặt cũng hơi thả lỏng. Một hạt bổ đề rơi xuống mặt đất, dẫn đi sở uyên trầm giọng phân phó giám sát chặt chẽ một chút đừng để chúng hổ ngôn loạn ngữ nữa hướng liệt nhật lệnh dẫn người áp giải thích khách hồi cung cánh tay dịu tâm bị thương vì lần đánh nhau vừa rồi máu tươi âm ỉ trào ra vân đứng bất động tại chỗ một vòng ngự lâm quân bao vây xung quanh hắn trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chẳng biết người này là địch hay là bạn chỉ chờ mệnh lệnh của sở uyên và đoạn bạch nguyệt xung quanh một mảnh vắng vẻ chỉ có gió thổi lớp bụi thật nhỏ trên mặt đất tung lên diệu tâm cúi đầu rũ mi mắt trên mặt phân không rõ biểu tình cũng không tiếp tục nhìn sợ uyên nữa một tay đưa lên che lại miệng vết thương ở cánh tay còn lại xoay người chậm rãi đi về phía cửa thành bước chân có chút lảo đảo như là bị nội thương muốn ta đi ngăn hắn lại không đoàn mạch nguyệt hạ giọng hỏi sợ uyên sợ uyên lắc đầu nếu hắn không muốn nói thì không ai có thể cại miệng hắn ra được cứ mặc kệ hắn đi nếu muốn biết ngọn nguồn mọi chuyện thì có lẽ đám biêu tăng vừa mới bắt được này cũng có thể nói được bảy tám phần lúc hai người đang nói chuyện đám thích khách kia đã bị chế phục người dẫn đầu thấy kế hoạch bại lộ thẹn quá thành giận Liều mạng dãy ruộng quay đầu lại như muốn nói điều gì đó với diệu tâm nhưng không ngờ phía sau lưng lại có ám khí tẩm độc xé gió lao tới trên cổ nhanh chóng nháy mắt chuyển đến cảm giác lạnh lẽo chỉ có thể há miệng thật lớn nhưng cổ họng lại khản đặc không phát ra được tiếng nào biến cố lần này tới nhanh mà đi cũng nhanh hoài giang dẫn người nâng các binh sĩ bị thương trở về sau khi xách nước tới xả trôi vết máu trên đường thì cứ như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy mọi người tiếp tục khởi hành tới tháp đại ung tế thiên cầu phúc dân chúng nầm nớp lo sợ nên cũng không dám ra cửa nữa chỉ ở trong nhà run sợ hồi tưởng lại một màn vừa mới xảy ra kia. Nghĩ hóa ra làm hoàng thượng cũng không dễ gì. Đi trên đường thôi mà cũng có người vung kiếm ám sát. Vẫn là giống như mình vậy, trải qua cuộc sống tầm thường, có khi lại tốt hơn. Lúc nãy khi diệu tâm vừa mới động thủ, mộ hàn dạ liền biết được xung đột này sẽ nhanh chóng kết thúc. Vì vậy đã sớm thừa dịp loạn lạc, đưa hoàng viễn trốn vào một hẻm nhỏ. Ám vệ thất tuyệt quốc nhanh chóng mang y phục sạch sẽ tới hai người tìm một khách điếm, đổi lại, rồi mới lộ rõ thân phận. Quảng Minh chính đại đi về phía Hoàng Cung. Hiền tử dẫn người cầu phúc, dĩ nhiên cần phải tuân thủ rất nhiều loại lễ nghi sườm già phức tạp. Mặc dù trong lòng sở uyên cũng rất muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng vẫn phải kéo dài tới đêm khuya mới có thể về cung. Nam A à Tà đang ở trong đại điện ăn khuya, tám đĩa tám bát tràn đầy một bàn. Ngay cả đôi đũa cũng được sơn son thiếp vàng, cuối cùng cũng được sống những ngày ngập trong vàng son nam tiền bối sở uyên cười bước vào cửa hoàng thượng nam ma tả đứng dậy vốn đang định cười ha ha nghĩ đến điều gì đó vẻ mặt lại có chút ủ rũ dù sao cũng bỏ lỡ bữa rượu mừng ở tây nam phủ kim thẩm thẩm vẫn đang tìm sư phụ khắp nơi đoàn mạch nguyệt nói vì sao tỉnh lại rồi cũng không về nhà trước một chuyến vì sư gấp gáp nam ma tả vỗ vỗ đuổi một cái sau khi xuống núi, tất cả mọi người trong thành đại lý đều nói người đã thành thân, đã sớm rời khỏi Tây Nam tới Vương Thành. Vì vậy lập tức ngày đêm không ngủ, liên tục chạy như điên, rất sợ lại bỏ lỡ qua bữa rượu mừng thứ hai. May là trên đường đi, nghe ngóng tin tức, biết đại hôn đã định vào tháng 8 mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đoạn giao nói, ta còn tưởng sư phụ không dám về phủ, sợ bị kim thẩm thẩm chảy đầu. Nam A Tà lại nghĩ tới một chuyện, vì sao lần này lại không vùi ta xuống đất giống như những lần trước? Tỉnh lại cương nhiên còn nằm trong sơn động. Suýt nữa không biết phải làm thế nào mới vùng dậy được. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Bởi vì Giang Nhi lười đào hầm. Tủy tiện tìm một chỗ để vậy thôi. Sau phút giây sững sờ, đoạn sao cũng nhanh chóng tiếp ứng. Vâng, đúng vậy. Người cũng không được học theo hai tên hỗn tiểu tử này. Nam A Tả kéo sợ uyên qua một bên nói. Người nói cho sư phụ nghe một chút đi. Vì sao? Này, đoàn mạch nguyệt ở phía sau nhắc nhở. Bao lì xì còn chưa có cho. Xưng gì sư phụ? Sở Uyên cười nói. Là quỷ thủ tiền bối. Hắn cho một lọ dược hoàn. Nói có thể trị chứng chết giả của tiền bối. Sau này không cần phải vào hầm mộ nữa. Nam A à Tả nghe vậy ngoài ý muốn. Sau đó lại chống lạnh thổi xiêm mép. Vậy rồi các người cũng tin luôn. Đoàn mạch nguyệt nói. Nếu không thì sao? kia chính là đệ nhất thần đi trong giang hồ. Nam Ma Tà hoạt động cân cốt một chút, muốn nỗ lực tìm ra một chút cảm giác khó chịu để chứng minh mình vẫn rất cần phải vào hầm mộ, nhưng lại cảm thấy toàn thân thư sướng, rất là thần thanh khí sảng, vì vậy phẫn nộ nói. Lão đầu chết tiệt. Đoạn giao thật sự rất hiếu kỳ. Trước kia sư phụ và quỷ thủ tiền bối từng có khúc mắc gì sao? Nam Ma Tà khoát khoát tay. Chưa từng gặp. Đoạn rào không sao hiểu được vậy thì sao lại luôn luôn ở sau lưng oán giận người ta nam nói bởi vì đồ đệ của hắn thành thân sớm đoạn giao cả kinh như vậy cũng không được nam nói tất nhiên không được võ công có so được hay không chỉ là vấn đề thứ yếu danh tiếng lại càng là vật ngoài thân chỉ có đồ đệ người khác thành thân sớm hơn loại chuyện như vậy không thể nhẫn nhịn đoàn mạch nguyệt hắng háng giọng thành khẩn đề nghị người có thể thử đi thu tật cung chủ làm đồ đệ nói vậy sợ uyên đánh hắn một cái tát kéo nam ma tà ngồi xuống tiền bối cũng đã tới vương thành rồi vì sao lại muốn chùm đầu đứng trên đường lớn như vậy đoạn sao đỡ chán thật mất mạt ta vốn đã tới sớm rồi nam ma tà nói chẳng qua là trên đường đi thì gặp được thất tuyệt vương mộ hàn giả người hôm nay che mặt đúng không Đoạn mạch nguyệt hỏi nam ma tà gật đầu lại là một người thành thân sớm, là đồ đệ của người khác. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nói chính sự. Nam Ma Tả bĩu môi, chen chen lần đấn tới ngồi sát bên cạnh Sở Uyên, cách đồ đệ nhà mình xa một chút, rồi mới đem đầu đuôi mọi chuyện kể đại khái lại lần nữa. Ngày đó, Nam Ma Tả ở trên núi ngoài trấn Tử Đồng, vốn đang tìm một bóng dâm nằm ngủ một giấc thì lại bị một loạt tiếng động sột soạt nhỏ vụn đánh thức. Vừa mở mắt đã thấy một hòa thượng đang trốn ở cách đó không xa nhìn có chút quỷ dị mờ ám có thể là vì lúc trước đánh trận từng nghe diệp cẩn niệm đầu hói đầu chọc quá nhiều ngay cả nam ma tà cũng bắt đầu phá lệ chú ý tới đám hỏa thượng chỉ là không đợi hắn nhìn ra manh mối gì thì hỏa thượng kia cũng đã kêu thảm một tiếng lăn xuống núi có náo nhiệt thế này tất nhiên không thể không xem huống chi cách ngày đại hôn còn có một đoạn thời gian cũng không gấp gáp lắm vì vậy nam ma tà lập tức âm thầm xuống núi theo chân bọn họ tới một khách điếm trong thành. Trên cửa sổ dán hai lớp giấy dầu, Nam Ma Tả hăng hái bừng bừng, Mút mút ngón tay, muốn chọc một lỗ ghé mắt vào xem. Sau lưng có người bất thình lình lên tiếng. Vị tiền bối này. Wow, Nam Ma Tả bị sợ hết hồn. Mộ hàn dạ dựa vào khung cửa, khí định thần nhàn nhìn hắn. Nam Ma Tả bình tĩnh nói. Ta đi nhầm phòng thôi. Mộ hàn dạ nói cả tòa khách điếm này đều được chúng ta bao hết rồi. Nam Ma Tả tán thưởng. Thật có tiền. Hoàng Viễn cầm nín. Vậy ta đi trước đây. Nam Ma Tả bình tĩnh xoay người, nỗ lực đi xuống cầu thang. Mộ hạt dạ lập tức kéo phía sau áo hắn xách lên. Nam Ma Tả khóc giọng nói. Ta thật sự chỉ là một tên khất cái bang đáng thương mà thôi. Vì sao không thể thả cho lão nhân ra một con ngựa? Thả cho ai một con ngựa? Ý chỉ vì thương cảm tội nghiệp cho ai đó mà thoái nhượng cho người đó một con đường sống. Mộ hàn dạ nói, nếu người nào có thể có được thân thủ như tiền bối, chỉ sợ đã sớm chạy tới cái bang làm trưởng lão rồi. Nam ma tả đưa tay lau nước mắt, đột nhiên bất thình lình tấn công về phía mặt mộ hàn dạ. Khói miệng mộ hàn dạ dưng lên, kéo hoảng xa lùi về sau hai bước né tránh. Ta cũng không thể giao thủ với tiền bối được, nếu không chỉ sợ sẽ bị sở hoàng giáng tội. Nam cầm nín. Mộ Hàn Dạ nói: "Tiền bối có một thân công phu như vậy, lại thề một đầu tóc rối bời, muốn không nhận biết cũng khó." Nam cười khan: "Quá khen. Mọi người đều là bằng hữu của đại sở." Vậy thì mọi chuyện sau đó đơn giản hơn rất nhiều. Hỏa Thượng kia vốn dĩ còn muốn cái chảy cãi cối, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi đại hình, rất nhanh đã khai ra thân phận của bản thân, không ngờ lại là bà Luân La ở Tây vực. Tây vực Hoàng Viễn khẽ nhíu mày Nhìn về phía mộ hàn dạ Trước đây người có từng nghe tên không? Đã biến mất mấy trăm năm Thì ra vẫn chưa hoàn toàn tuyệt tích Mộ hàn dạ nói Nói đi Theo dõi bổn vương là muốn làm gì? Hỏa thượng hữu khí vô lực Hắn thật sự chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đó Nhìn thấy giữa rừng núi có hai người đang đi về phía mình Nên mới vội vàng trốn sau bụi cỏ Lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ bị bắn rơi xuống núi nhưng mà bộ hàn dạ cũng không tin nếu đã là tà giáo ở tây vực thì theo dõi vương thượng của đại mạc là quá hợp tình hợp lý dù sao mọi người cũng đến từ cùng một địa phương hỏa thượng hấp hối hết đường chối cãi gần như muốn học vài búng máu đương nhiên cuối cùng mọi người đại khái cũng biết rõ tiền căn hậu quả của việc này vừa nghe được diệu tâm muốn dẫn đám người này tới vương thành ám sát hoàng thượng trước mắt nam ma tà biến thành màu đen quay đầu chạy nhanh xuống cầu thang khó khăn lắm mới chờ được tới đại hôn lần này. Nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì không may nữa Mộ à. hàn dạ lập tức kéo hắn lại, mạnh mẽ tha trở về phòng. Vương Thành phòng thủ nghiêm ngặt, ngày đại hôn lại càng phòng bị chặt chẽ hơn. Vốn dĩ đám bảo luân la này muốn trả trộn vào cung, nhưng lại bị diệu tâm phủ định kế hoạch. Cuối cùng chỉ có thể thương nghị lại, chờ lúc sợ hoàng tế thiên thì sẽ mai phục tại phố chính dương, tiến hành ám sát. Vì vậy, Mộ Hàn Dạ cũng lập tức dẫn theo Hoàng Viễn và thuộc hạ, âm thầm cùng Nam Ma Tà trở về Vương Thành, đem việc này báo cho Triệu Việt và Tư Không Duệ biết trước lễ tế thiên một ngày, để hôm sau bọn họ lưu ý nhiều hơn một chút. Vì sao không nói cho đoạn huynh biết? Tư Không Duệ không hiểu. Nam Ma Tà nói đầy lý lẽ. Đại hôn cận kề, lo lắng chính sự còn không kịp, cần gì phải để những chuyện lông gà vỏ tỏi này phá hỏng tâm tình. Thành thân quan trọng nhất. Tư Không Duệ hiểu rõ đáp. Cũng đúng. Thật sự là bà Luân la. Sau khi nghe xong ngọn nguồn mọi chuyện, đoạn giao nói. Đây đâu có gì giống tả giáo, càng giống chúng tả hơn. Còn đặc biệt chọn đoạn đường chính dương, lúc đại quân đông đảo nhất để ám sát. Đoạn mạch nguyệt nhìn sầu uyên. Đám người này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại cứ tâm tâm niệm niệm muốn ám sát hoàng đế đại sở? Có thể là mấy trăm năm trước từng có mâu thuẫn với tổ tiên sở ra. Sở uyên lắc đầu, luôn luôn có những người như vậy, thích đem cửu hận chuyển từ đời này sang đời khác, cũng không biết là đang toan tính điều gì. Một hồi trò khôi hài mà thôi, không sao là tốt rồi, đoạn giao nói. Hiện tại ẩm mỹ một trận, dù sao vẫn tốt hơn trong ngày đại hôn. a à, cũng không biết nói mấy câu vui vẻ một chút, nằm mà tả bất thình lình Tung lấy tiểu đồ đệ vác lên vai. Đi, về ngủ, để ca ca và tẩu tổng ngươi nghỉ ngơi sớm một chút thả ta xuống. đoạn rào dãy ruộng. nam Ma tả vèo vèo hai bước nhảy lên tường. sợ uyên chờ mát nhìn hai người biến mất nói. ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn với tiền bối nữa. giữ lại lúc kính trả nói cũng không muộn. Đoàn mạch nguyệt cười cười. đi thôi. ta cũng mang người trở về nghỉ ngơi. sợ uyên gật đầu theo hắn trở về tẩm cung. cả ngày nay có chút mệt mỏi. đầu vừa dính gối đã ngủ thật say nghe hô hấp của người bên cạnh từ từ đều đạn, đoàn mạch nguyệt dập tắt hương an thần đẩy cửa rời khỏi hoàng cung bầu trời mưa lất phất mưa thu đoàn mạch nguyệt đi theo ám hiệu tây nam phủ lưu lại ven đường nhanh chóng đổi tới ngồi miếu đổ nát bên ngoài thành đoàn niệm đang canh giữ bên ngoài nhỏ giọng nói Phương gia trong điện trống trải được đốt một đống lửa diệu tâm đang ngồi gần đó nhắm mắt dưỡng thần đoàn mạch nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn diệu tâm cũng không mở mắt ra chỉ khàn khàn giọng nói vương ra tới đây làm gì đoàn mạch nguyệt hỏi vì sao phải làm như vậy diệu tâm thì thào hoàng thượng không sao là tốt rồi nếu bổn vương đoán không sai đám bảo luân la này cũng không dự định sẽ hành động vào lúc này đoàn mạch nguyệt cười cười là chính người xen vào giữa chừng nên bọn họ mới có thể nhất thời bị che mắt cam tâm tình nguyện theo ngươi tới vương thành ám sát hoàng thượng đúng không diệu tâm nói những người này sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với hoàng thượng thay vì chờ vài năm sau họ có thế lực lớn mạnh hơn thần không biết quỷ không hay lén lút tới vương thành chi bằng hiện tại do bẩn tăng mang đến còn có thể có điều phòng bị bảo luân la đã bị trục xuất khỏi quốc cảnh hơn trăm năm trước theo lý mà nói không nên có mâu thuẫn với hoàng thượng mới đúng đoà mạch nguyệt nói là ơn oán từ đời tổ tông sao diệu tầm lắc đầu trải qua kiếp nạn lần này Ít nhất là 30 năm sau Đám người kia sẽ không chủ động ra tay nữa Vương gia không cần lo lắng Cũng không cần phải hỏi thêm nữa Được rồi Đoàn Mạch Nguyệt thả xuống trước mặt hắn Một lọ thuốc nhỏ Đây là thuốc trị thương Diệu tâm lần nữa nhắm mắt lại Đoàn Mạch Nguyệt vẫn chưa rời đi Đã cởi đống lửa ra Cho cháy sáng thêm chút nữa Khỏe miệng nhẹ nhàng dưng lên Có đôi khi thích một người Là không che giấu được thân hình, hình diệu tâm bỗng nhiên cứng đờ tiểu uyên không nhìn thấy là bởi vì hắn căn bản không muốn thấy người không dám làm cũng không đại biểu điều đó là sai lại càng không đại biểu bổn vương không dám làm đoàn mạch nguyệt thả khúc gỗ trong tay xuống bất kể thế nào hôm nay đa tạ chân mày diệu tâm xoắn tít lại mãi đến khi nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa thì mới mở mắt có chút thất thần mờ mịt Người xuất gia vốn không nên có thất tình lục dục. Hắn cũng chưa từng nghĩ đó là thích, mà là tôn sùng và kính ngưỡng, là cao cao tại thượng, là xa ngoài tầm tay với. Giống như một chùm sáng lóa mắt, khiến người không thể không chú ý, rồi lại không thể chạm tay vào. Chỉ là càng xa xôi, thì lại càng muốn nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Sau khi ý thức được chuyện này, dự tâm kinh hoàng thất thố, suốt đêm tử biệt rời đi vương thành. Ngày đêm không ngủ chạy về tiểu diệp tự ở nơi đó tĩnh tâm lễ Phật mới có thể đem tà niệm trong lòng để ép xuống. Chỉ là có chút chuyện lại ở trong lòng bén dễ đâm chồi càng giấu trong tam tối lại càng kêu gào muốn sinh sôi. Những lúc thật sự không áp chế được, liền tìm một chỗ không người, phát điên một hồi. Chỉ cầu có thể thoải mái trong lòng trong chốc lát. Cũng bởi vì nguyên nhân này mới có thể gặp phải bà Luân La trên hoang đảo. Đối với hắn mà nói, sự tồn tại của đoạn mạch nguyệt như một cây gai chặn ngang trong lòng, cũng như là một thanh đao bé nhọn, không chút lưu tình, cửa rách lớp ngụy trang mà hắn vất vả cẩn thận gìn giữ nhiều năm, để tất cả cảm tình đó hiển lộ dưới ánh mặt trời. Ngoại trừ tôn sùng và ngưỡng mộ, còn có đố kỵ và điên cuồng. Hắn chấp niệm muốn sợ uyên lập hậu, thay vì nói là vì giang sơn xã tác, chẳng bằng nói là vì trong lòng không cam tâm. Dự tâm ôm lấy đầu, thống khổ sầu muộn gào lên đại sư đoàn niệm gõ cửa hảo tâm nhắc nhở người vẫn làm mau chóng thoa thuốc đi dù sao cũng chảy máu một đường dịu tâm im lặng đoàn mạch nguyệt xoay người lên ngựa cũng không quay đầu lại trở về vương thành lúc về tới hoàng cung thì sắc trời cũng vừa tảng sáng sở uyên tự ở trên giường đang nhìn hắn bị phát hiện rồi đoàn mạch nguyệt nhấc tay ta nhận sai sở uyên hỏi thế nào rồi đoàn mạch nguyệt gật đầu Ừ Sợ Uyên cười cười Làm phiền ngươi Muốn lâm chiều không Đoàn Mạch Nguyệt hỏi Ta đi cùng ngươi Sợ Uyên gọi tứ hỉ vào Phân phó chuẩn bị nước nóng dùng để tắm rửa Hai tay ôm lấy gương mặt hắn Kể sát vào hôn một cái Buồn ba bên ngoài cả đêm Còn lâm chiều cái gì Ngủ một giấc đi Buổi trưa ta trở về ăn cơm với ngươi Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu Cũng được Tiểu nội thị nối đuôi nhau mà vào trong tay mang theo mấy giọt lớn đựng đầy cánh hoa ảo ảo đổ vào trong thùng nước đoạn bạch nguyệt không biết nói sao sở uyên đau đầu nói đã nói với trường ma bao nhiêu lần rồi không cần chuẩn bị cho vương gia những thứ này thôi thôi lát nữa trẫm tự mình đi tìm nàng sở uyên để tứ hỉ sửa sang lại đai lưng quay đầu nói với đoạn bạch nguyệt hay là hôm nay người tạm thời chấp nhận vậy đi tây nam vương đưa mắt nhìn thùng nước tắm thơm ngào ngạt kia tâm tình rất phức tạp. Nếu bị sư phụ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ dùng cái này với chuyện tẻ dầm kia song song mỗi ngày niệm. Nhưng trên thực tế thì Nam Ma Tả cũng không có tâm tình quản hắn tắm cánh hoa hay không tắm cánh hoa. Lúc này đang ôm đầu gào khóc chạy loạn khắp sân. Vì sao đã tới Hoàng Cung rồi mà vẫn cứ phải bị chảy đầu? Hơn nữa nhóm người này rốt cuộc là ai? căn bản là không nhận ra á? À? Trường Ma Ma đứng trên bậc thang chỉ huy một đám thủ hạ đuổi theo để hắn lại, lược giày tung bay. Tốt xấu gì cũng là nương gia của hoàng hậu, trông không giàu sang phú quý được thì cũng thôi, chỉ ít cũng phải thân thể mặt mày sạch sẽ, tóc chải gọn gàng. Nằm ma tả kêu thảm thiết liên tục, sống không bằng chết. Đoạn dao ở trong phòng kéo chăn chùm đầu, kiên định ngủ lại một lần nữa. Sau khi lâm chiều xong, mộ hàn dạ bừng bừng phấn chấn đi gặp sở uyên. Vui dạo dực nói. Chuyện hôm qua sở hoàng không cần phải nói lời cảm ơn. Tủy tiện cấp một vạn lượng bạc là được rồi. Sở huyên thái độ hiền lành. Mộ vương cứ ngồi trước đi. Ổn ái khanh lát nữa sẽ tới. Ai? Mộ hẳn dạ ho khan hai tiếng. Ngồi thẳng dậy nói. Không có bạc cũng không sao. Hay là trước tiên thừa dịp ít người nói một chút chuyện thông thương đi. Nếu là chờ vị ôn đại nhân kia tới không lừa được bạc là chuyện chắc chắn mà nói không chừng còn bị lừa ngược lại mấy trăm lượng. Loại chuyện này cũng không phải trước đây chưa từng có. Sở Uyên cười. Cũng được. Trong tầm cung, hoàng hậu của đại sở tắm xong thùng nước cánh hoa thơm ngào ngạt, ngáp dài lên giường ngủ, cho tới khi bị người nắm mũi, lay lay mới tỉnh lại. Đều buổi trưa rồi, Sở Uyên nhéo nhéo cầm hắn. Đứng dậy ăn cơm. Nhanh như vậy á? À? Đoàn mạch nguyệt ngáp một cái. Mệt mỏi. Vừa rồi, rồi lúc ta trở về Trên đường gặp phải Trương Ma Ma Sở Uyên ôm thắt lưng hắn Nàng nói muốn dạy người học quy củ đại hôn Đoàn Mạch Nguyệt lập tức tỉnh như sáo Sở Uyên nói Ta đáp ứng rồi Đoàn Mạch Nguyệt khó nhọc nói Còn phải học cái này Đúng vậy Sở Uyên tự cả người vào lòng hắn Lúc đại hôn người chính là hoàng hậu Quy củ lễ nghi khá nhiều Về mặt đoàn Mạch Nguyệt một lời khó nói hết Tâm tình cũng một lời khó nói hết thế nào sở uyên giật nhẹ một lọn tóc của hắn không muốn học hả đoàn mạch nguyệt nghiến răng phun qua kẽ răng ừm sở uyên bĩu môi như vậy không được chuyện này quan hệ đến thể diện của hoàng gia đoàn mạch nguyệt thật sự căm nín sở uyên cắn môi dưới thật sự không nhịn được cười đoàn mạch nguyệt cuối cùng cũng phản ứng kịp Cả ta sao sở uyên ghé vào đầu vai hắn cười khúc khích ngốc Đoàn Mạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ôm hắn than thở, Càng học càng hư, tương lai làm sao mà được? Ta không lừa ngươi, ta thật sự đã gặp Trương Mama, đó là lão mama trong cung, ngay cả mẫu hậu lúc mới vào cung cũng phải nghe nàng dạy quy củ." Sở Uyên nói, "Khi còn bé, tiểu Cẩn sợ nhất là nàng." Đoàn Mạch Nguyệt thật lòng thật dạ bội phục, thì ra trên thế gian này còn có người mà Diệp Cốc chủ cũng phải sợ. Vừa rồi Mama gặp nam tiền bối thuận tiện giúp hắn chảy đầu luôn rồi sở uyên nói đoàn mạch nguyệt không nhịn được cười trong hoàng cung này còn rất nhiều chuyện vui tương lai ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe sở uyên kéo hắn đứng dậy đi chúng ta đi ăn lúc trước còn nói đại hôn xong một thời gian sau ta phải trở về tây nam đoàn mạch nguyệt kéo hắn vào lòng ôm chặt bây giờ ta làm sao nữa đi ngươi là tây nam vương hai tay sở uyên ôm gương mặt hắn ngoan không thể trầm mê thanh sắc được. Đoàn Mạch Nguyệt nói, ta chỉ muốn ăn tổ yến, làm hoàng hậu của đại sở. Sở Uyên nói, ồ, oh, vậy truyền trương ma ma. Đoàn Mạch Nguyệt che cái miệng của hắn, ôm người sải bước ra khỏi tẩm cung. Sở Uyên cười giãy ruộng, một vòng tiểu nội thị đồng loạt cúi đầu, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoài phòng ánh mặt trời ấm áp chan hòa. Trong một mảnh bận rộn như vậy, tất cả mọi chuyện chủ bị cho ngày khánh điển cuối cùng cũng hoàn thành. Dựa theo quy củ, đêm trước ngày đại hôn, đời tôn hôn không thể gặp mặt. Tứ hỉ dẫn đoạn bạch nguyệt tới một tòa thiên điện treo đầy hồng chủ đoạn bên trong. Vừa vào cửa đã thấy đoạn sao và tư không duệ tươi cười đầy mặt vỗ tay. Nam ma tà ngồi xổm trên ghế, dùng đùi đắc ý, đầu tóc rất chỉnh tề. Phía sau là một vòng ám vệ truy ảnh cung, tới vương thành tặng lễ vật. Cùng với một vòng ám vệ thất tuyệt quốc và ám vệ nhật nguyệt sơn trang bị ám vệ truy ảnh cung mạnh mẽ kéo tới loại chuyện uống rượu mừng này tất nhiên phải kéo hảo bằng hữu đi cùng nếu không nhân sinh còn có ý nghĩa gì đoàn mạch nguyệt diện vô biểu tình xoay người quấy dậy chư vị đi nhầm cửa rồi đoạn dao phóng vẻo tới đu trên lưng ca ca thân yêu cưng rắn kéo hắn trở lại bên trong phòng đoàn mạch nguyệt tâm lực mệt mỏi quá độ vì sao đệ đệ hắn lại càng ngày càng giống một con khỉ Tử hỷ công công cẩn thận đóng cửa lại cho bọn họ. Lúc gần đi còn không quên căn dặn. Đêm nay không thể quá ẩm mỹ được, bởi vì ngày mai còn phải dậy sớm. Trong phòng tiếng cười nói rầm trời, cũng không có người nào nghe được hắn đang nói cái gì. Tử hỷ đành cam nín đi ra. Sở Uyên nằm một mình trên long sàng, mặc dù đang trong mộng ảnh, nhưng khóe môi vẫn như đang cười. Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, trong cung đã bận rối tinh rối mù mở tầm mắt đều có thể thấy màu đỏ tươi, khắp nơi đều là vàng ngọc chói lòa, hai bên đường là những khóm hoa sắc màu rực rỡ hương thơm lưu động, dẫn tới vô số cánh bướm chập chờn bay lượn bên nhau, cùng với dây kim tuyến ngũ sắc treo trên cây giao hòa với nhau thật thú vị. Không có gia nhân ngồi cỗ kiệu, vậy đổi thành hai con tuấn mã cao to uy vũ, toàn thân cũng như bao phủ bởi lụa hồng, bữa sáng sớm đã đứng chờ trong viện. Sở Uyên ngồi trước bàn, để tứ hỉ hầu hạ thay hỉ phục so với hỷ phục năm trước ở Tây Nam Phủ lại càng long trọng hoa mỹ hơn nhiều. Các tủ nương trong cung phải dùng thời gian tròn một năm mới có thể may xong. Cầm vóc đỏ tươi theo hoa văn kim tuyến phức tạp dưới ánh mặt trời lấp lánh đến động lòng người. Người trong cương đồng ngũ quan tuấn lãng kiệt xuất trong lúc mơ hồ phảng phất như là lại nhớ tới lần đầu gặp gỡ chỉ chớp mắt đã là rất nhiều năm. Hoàng thượng Tứ hỉ nhét vào tay hắn một quả hợp hoan điêu khắc bằng hồng ngọc, cười nói Vương gia sắp tới rồi Sợ Uyên hoàn hồn Ừ Lão nô vừa nghe người ta nói Trong thành hôm nay cũng răng đèn kết hoa Rất náo nhiệt Dân chúng đều tràn ra phố Còn vui vẻ hào hứng hơn mừng năm mới Hai người còn đang nói chuyện Thì đã nghe ngoại điện chuyển đến tiếng pháo nổ Đoàn người hân hoan Vây quanh đoạn mạch nguyệt tiến bảo đón dâu Sợ Uyên nhếch môi Đôi mắt tình ý lưu chuyển ngẩng đầu nhìn hắn cười Đoạn mạch nguyệt nắm tay hắn hơi dùng lực một chút đem người kéo tới ôm vào lòng là trên bảo mà cả cuộc đời này đều chỉ muốn giấu ở trong lòng bàn tay thế hai người cứ đứng bất động từ không duệ không thể không ho khan hai tiếng nhắc nhở giờ lành sắp tới rồi muốn ôm về động phòng thì chờ làm lễ xong ôm cũng không muộn chuẩn bị xong rồi sao đoạn mạch nguyệt ghé vào tai hắn nhẹ giọng hỏi sở uyên nói ừm um, đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đợi được ngày này có hắn bên người tất cả những tiếng ẩm mỹ huyên náo bên tai giống như không còn tồn tại nữa chỉ còn lại tiếng nói trầm thấp của hắn cùng với đôi mắt thâm tình quen thuộc kia được hắn nắm lấy tay dẫn ra tầm cung cùng nhau cưỡi trên một con ngựa tới tiền điện hành lễ ánh mặt trời ấm áp phủ xuống toàn thân nhưng cũng không so được cái ôm ấm áp của người phía sau từ nay về sau chính là nhất sinh nhất thế vĩnh sinh vĩnh thế nam a tả mặc một thân tơ lụa đỏ thẫm tiếp nhận chén trà từ tay sở uyên mừng đến suýt nữa rời lệ đoàn mạch nguyệt quỷ bên cạnh sở uyên nhắc nhở bao lì xì nam ma tả lấy ra một bao lì xì nho nhỏ miệng dán rất kín sở uyên nhận vào trong tay sắc mặt cứng đờ vì sao còn có thể động đậy đoàn mạch nguyệt nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ sư phụ sở uyên lấy lại bình tĩnh đáp đà tạ sư phụ tốt 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 thành thân rồi thì tốt. Nam A Tà kéo hai người đứng dậy, vẫn còn nhớ tới chuyện ngồi cỗ kiệu dạo quanh phố phường. Tử hỉ vất tay một cái, lập tức có tám kiệu phu nâng một cỗ nhuyễn kiệu, trên đỉnh treo đầy giải lụa màu đỏ đi tới. Đầy kiệu được trải bằng loại gầm vóc cực kỳ hoa mỹ, xung quanh khảm ngọc điều khắc thành hồ điệp, hỉ thước, thực dược, mẫu đơn. Ngay cả giọt xương trên đó hoa cũng dùng ngọc quý khắc thành, trông vô cùng sống động. Nam A Tà nằm trên kiệu, vui dạo dực nghĩ. Chắc chắn là mình có thể sống được 200 năm. Khởi kiệu. Kiệu phù hô một tiếng dài, vững vàng nâng hắn đi ra ngoài cung. Nơi đầu tiên muốn tới chính là phủ thái phó. Trước cỗ kiệu còn có hai tráng hắn, khiêng hai mâm đầy những chuỗi pháo, chỉ chờ tới cửa sẽ đốt lên. Đảo nhân đức cầm nín. Hoàng cung ngày hôm đó là một ngày náo nhiệt trước này chưa từng có. Mãi đến đêm khuya, mà yến hội trong đại điện vẫn chưa kết thúc. Lồng đèn cung đình màu đỏ treo cao cao, chiếu ra đoàn người huyên náo ẩm ý bên ngoài. Từng vò, từng vò rượu ngon được mở ra, ca vũ triển biên tiếng cười không dứt. Ai cũng gào to không say không về. Đến khi yến tiệc cần kết thúc, thì ngay cả sở uyên cũng có vài phần men say, được người đỡ vào ngồi trong kiệu. Đoàn mạch nguyệt bị đám người cuốn lấy, uống rất nhiều rượu, trở về tẩm cung lại bị ma ma ngăn ở ngoài phòng không thể làm gì khác hơn là tuân theo quy củ đi tắm cánh hoa. Vất vả lắm mới vào được động phòng. Sở Uyên đã được tứ hỉ ngồi hầu hạ, thay xong y phục, mang theo một chút men say và mùi thơm sau khi tắm, ngồi ở mép giường chờ hắn. Đường vóc đỏ tươi hơi phản quang, như ẩn như hiện, dán sát trên người. Dưới ánh nến màu đỏ đặc biệt mê người. Đoà Mạch Nguyệt đứng ở bên giường, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Sở Uyên nhìn thẳng hắn, trong đôi mắt ngoại trừ tình ý và quyền liến thì còn có chút ướt át vì ngây ngất men say. Giống như giang nam tháng 3 mông lung mưa bụi, dõi mắt nhìn không biết đâu là điểm kết thúc. Làm sao bây giờ? Đoàn mạch nguyệt ngồi xổm xuống, nắm hai tay của hắn, ghé môi vào hôn một cái. Chỉ muốn giấu kỹ người ở nhà, nhìn cũng không cho người khác nhìn một cái. Sở Uyên mở lòng bàn tay ra, bên trong vẫn còn nắm miếng ngọc hộp hoan từ sáng sớm đến giờ, chỉ cười nhìn hắn. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn hai ly làm bằng bạch ngọc, đựng đầy rượu ngon. Sở Uyên cùng hắn lồng tay vào nhau, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu vẫn là phi hà như trước, nhưng vị rượu ngọt hơn một chút. Sở Uyên còn chưa kịp buông chén rượu xuống, thì cũng đã bị hắn ôm ngang lên, ôn như đặt lên long sàng. Đoàn mạch nguyệt cúi đầu nhìn người dưới thân, qua hồi lâu mới hạ thấp người, hôn lên cánh môi của hắn. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, vẫn có thể nếm được vị ngọt của phi hà, nhàn nhạt, nhàn nhạt, nhạt, nhạt so với bất cứ loại rượu ngon nào khác đều khiến người ta say mê kỳ phục mềm mại như nước chảy xuống đầu vai sở uyên hơi dùng lực đổi vị trí hai người ngón trỏ chậm rãi lướt qua hình xăm con rồng nho nhỏ tình xảo trên ngực hắn xúc cảm tê dại chuyển thẳng vào tim đoàn mạch nguyệt kéo thắt lưng hắn đem người một lần nữa ôm chặt vào lòng so với bất cứ lần nào trong dĩ vãng cũng đều ôn nhu hơn và so với bất cứ lần nào trong dĩ vãng cũng đều tiêu hồn thực cốt hơn đoạn mạch nguyệt tinh tế hôn lên ngũ quan của hắn chật đứt nhanh xuống một lần nữa hôn lên cánh môi ngọt ngào mỗi một lần dao động mỗi một lần đòi hỏi đều là nồng nàn đều là say đắm đến không gì có thể làm phai nhạt đi hai tay sợ uyên vòng quanh thắt lưng đoạn mạch nguyệt khóe mắt ửng đỏ ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị ngăn chặn hoàn toàn trong cái hôn nóng bỏng đầu giường hai ngọn nến đỏ nhảy lên phía sau màn trướng như mờ như ảo lại động xuân quang để cõi lòng đều là quấn quyết si mê từ nay về sau kể vai sát cánh nguyện không chia lìa mười ngày sau quân chủ sứ thần các quốc gia lục tục rời đi mộ hàn dạ cũng hăng hái bừng bừng mang theo hoàng viễn chạy tới truy ảnh cung tìm tần thiếu vũ tư cựu ám vệ thất tuyệt quốc sống không bằng chết ám vệ truy ảnh cung thì ngược lại vô cùng cao hứng thậm chí còn nỗ lực cướp bọc y phục của dị quốc hảo bằng hữu muốn mang dùm tiện bước đoàn người này xong trong cung trở nên an tĩnh hơn rất nhiều sợ uyên hoạt động cân cố toàn thân đau nhức của mình một chút đem một chồng tấu trương thật dày giao cho tứ hỉ mệt đến nỗi không muốn cử động chút nào vương ra đâu bẩm hoàng thượng đang ở ngự hoa viên tứ hỉ đáp sợ uyên lập tức nhịn đau đứng dậy hùng hùng hổ hổ đi thẳng tới ngự hoa viên tìm mình thì bị đè xuống lăn qua lăn lại giảng co cả đêm sáng sớm eo mỏi lưng đau cũng phải dậy vào chiều. Sau đó còn phải tới ngự thư phòng phê duyệt một đống tấu trương. Vậy mà hắn lại đang ở ngự hoa viên ngắm cảnh. Hôm nay bữa tối chỉ cho ăn rau xanh, không cho ăn thịt. Hoàng thượng, đoạn sao đang đào đất trong vườn, dự định trồng ít hoa. Cà ca, ca người đâu? Sở Uyên hỏi. Đoạn sao đưa tay chỉ chỉ về phía sau. Đang luyện công, nhưng ca ca nói là không cho người khác tới gần. Sở Uyên nghe vậy nghi hoặc, một mình đi bộ tới luận võ trường, xem thử thế nào. Đoạn giao cũng không ngăn cản, tiếp tục đảo hố trồng hoa. Tẩu tẩu tất nhiên không phải người khác, không cần biết ca ca đang lõa thể chạy nhảy hay là đang quay cuồng phát điên, cũng hoàn toàn có thể nhìn. Huyền Minh hàn thiết lấy hàn quang, nặng nề cắm vào lòng đất, dưới chân sở uyên cũng chấn động rung lên. Sở uyên cam nín. Sao ngươi lại tới đây? Đoạn mạch nguyệt bị dọa hết hồn, vội vàng thu chiêu rơi xuống đất. Sáng sớm đến giờ cũng không thấy bóng dáng ngươi sở Uyên nói Ta phải duyệt tấu trường xong rồi Tìm ngươi trở về ăn cơm Đoàn mạch nguyệt cười nói Nghe thật có vài phần cuộc sống hàng ngày của thường dân Sở Uyên nói Thường dân ai sẽ phê duyệt tấu trương Như vậy gọi là phản tạc Đoàn mạch nguyệt nắm tay hắn Ta là nói Người tự mình tới tìm ta về ăn cơm Hai người tay trong tay trở về Sở Uyên bỗng nhiên nói hay là tới Sơn Hải cư Sao vậy Muốn ăn món ăn bên ngoài ư Đoàn Mạch Nguyệt hỏi Sở Uyên đáp Từ ngày đại hôn đến giờ vẫn chưa xuất cung lần nào Đoàn Mạch Nguyệt suy nghĩ một chút Cũng được Nhưng đừng tới Sơn Hải cư nữa Tới hàng theo nhà tư không Cọ bữa cơm đi Được không Đầu bếp ở đó tài nghệ cũng không tệ Ăn một bữa mới lạ Được Sở Uyên đáp ứng Lôi kéo hắn về tẩm cung thay thường phục từ không duệ nghe được tin tức, vội vàng xanh người đi phân phó đầu bếp chuẩn bị, thuận tiện ở trong lòng cảm khái. Mình còn có thể có ngày bị hoàng thượng ăn quỵt một bữa cơm, cũng không biết chuyện này có thể được viết thành thoại bản hay không. Hết tập 67 Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này, thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.